Hello, chào mừng các bạn đến với ngày thi đấu thứ tư của giải cầu lông vô địch SEA Games 31, bộ môn cầu lông. Và hôm nay cũng là ngày thi đấu đầu tiên ở nội dung cá nhân. Cùng đến với vòng 1/16 trận đấu ở nội dung đôi nam nữ của đại diện của Việt Nam Tuấn Đức và Như Thảo. Tỷ số hiện tại đang là 4-0. Ta đang bị dẫn đến 6-0. Rồi điểm số cho Việt Nam. Cháu đang cố nhìn lại cháu không để nghe hình như Campuchia. Campuchia và Thái Lan. À bên kia ta. Mình đang dẫn 6-2. Nhưng mà đội kia là Philippines đúng không? Okay. Hiện tại Việt Nam chúng ta đang dẫn 6-2 trước Philippines nha. Đội trên trang phục áo đỏ và quần trắng là đội tuyển của lông Philippines. Đập cầu. Cơ tấn công. Rồi. Sở trường của Tuấn Đức chính là đôi nam nữ. Số 7-2 cho Việt Nam. Rất đáng tiếc, đó là một tình huống cầu ngắn, đối thủ rất tỉnh táo. Đội điểm 3-7, Philippines giao cầu. Cầu ngoài sân, họ chơi đẹp quá. Bắt mình quả ngắn rồi phát dài. On court 3, match singles, round 16, tier. Rất chắc chắn. Đội tuyển cầu lông Việt Nam thì Nguyễn Tiến Minh và cặp đôi Tuấn Đức Như Thảo có thể nói là hai niềm hy vọng lớn nhất có thể giành giải tại nội dung cá nhân. Ngoài ra thì có Nguyễn Thùy Linh sẽ có cơ hội. Hoàng Bích Ngọc Việt Nam trọng tài giao cầu Muhammad Hatta Indonesia. Cho đây thì như nào? Số 14 cho Việt Nam. Somalia Cambodia versus Sarah Joy Barreto. The Philippines, umpire for the match, Mai Lan Yen, Vietnam, service judge Hoàng Thùy An, Vietnam. Trên sân số 4, nội dung đơn nữ, vòng 16. Vâng, cá nhân. Sóc Somalita, Campuchia, thi đấu với Sarah Joy Barreto, Philippines. Trong tài chính của chúng tôi. Tiếp, rồi mới đi, hay quá. Rồi. Điểm số 11-5 cho Tuấn Đức Như Thảo. Hai năm cho Việt Nam.
Tiếp tục là một điểm số cho Việt Nam, 13-6. Cầu ngoài sân mất rồi. Điểm số 17-9 cho Việt Nam. Chúng ta đến với vòng 1-16 nội dung đơn nam cá nhân ở SEA Games 31 giữa Philippines và Singapore. Phía xa màn hình trên màn báo xanh là đội đưa đến từ Singapore. Ở màn hình dưới màn hình đen từ Philippines. Phải nói là trận đấu đầu tiên của trẻ Việt Nam có lẽ sẽ có chiến thắng dễ dàng trong hai set cho đại diện của Việt Nam. Điểm số đã là 19-10 rồi, Tuấn Đức giao cầu. Phản cầu rất hay như sao. Điểm số cuối cùng của set đấu thứ nhất. Cầu ngoài sân.
Vẫn bọc được cầu rất hay, rất nhanh. Chúng ta cùng chờ ít phút nữa, các vận động viên sẽ trở lại sân, các vận động viên sẽ nghỉ 2 phút giữa các set. Chúng ta tiếp tục với trận đấu. Đổi điểm. Và điểm số 1-0 cho Philippines. Rất đáng tiếc. Điểm số 2-0 cho Philippines. Điểm số đầu tiên cho Việt Nam 1-3 trong trận đấu. Phòng Lào rất hay, đội tấn công. Điểm 5-2 cho Philippines. Một pha phát cầu khá bất ngờ. Trọng tài xác định rằng cầu không cao tay. Thường những tình huống phát cầu cao nhìn
chắn, Tuấn Đức thủ hay quá, ăn điểm rồi. Tiếc quá quả đấy, không biết sao thì chưa vào tâm rồi. Điểm số rút ngắn 5-6 cho Việt Nam, khoảng cách chỉ còn là 1 điểm. Tôi tin rằng cặp đôi Việt Nam sẽ giành chiến thắng luôn trong trận đấu thứ hai này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta tiếp tục với xếp đấu thứ hai, điểm số 11-10 cho Việt Nam. Chắc Như Thảo cũng vậy. Rồi ấy, rồi ép lại. Rất chắc chắn. Bom, bom tiếp. Rồi tiếp tục đặt lưới để đánh mất chúng rồi. Cứ đập chéo dồn dồn nữ. Thank you.
kia đây hai đứa. Nam vào vòng 1-8.